tất tần tật về Haki. 12 khả năng của Haki đã được thể hiện trong One Piece. Hi, và chào mừng anh em đã quay trở lại với Top Manga. Trong các bộ manga thiên về mảng chiến đấu, luôn có một khái niệm sức mạnh, một kỹ thuật, một nguồn năng lượng mà bất kỳ nhân vật nào cần đạt được nếu muốn tên của mình đứng trên đỉnh cao. Ở One Piece, chúng ta có hai khái niệm chính là trái ác quỷ và Haki. Trái ác quỷ là một thứ dị thường, người dùng sẽ có được sức mạnh đặc biệt sau khi ăn nó. Trái ác quỷ mang đến đa dạng các khả năng, từ điều khiển vật chất, biến thành thú hay thậm chí là biến cơ thể thành nguyên tố. Nó là một trong những định nghĩa năng lực đa dạng nhất. Song song với đó, chúng ta có Haki, thứ năng lực mà bất kỳ kẻ mạnh nào cũng có. Một nhân vật có thể không cần trái ác quỷ, nhưng nếu không có Haki thì chỉ là đờ bờ rờ rờ trên đại hải trình. Hôm nay, anh em hãy cùng mình tìm hiểu về mọi thứ về Haki và các khả năng mà nó đem lại, để xem thứ năng lực này bá đạo đến cỡ nào mà Kaido lại nhận xét chỉ cần Haki là đủ để chinh phục mọi đỉnh cao. Ok, bắt đầu thôi. Đầu tiên hãy nói qua một chút về Haki. Đây là một sức mạnh bí ẩn có trong mọi sinh vật sống. Nó cho phép người sử dụng dùng năng lượng của chính họ để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, ví dụ như cảm nhận bản chất và hành động của người khác, bọc lên cơ thể một lớp năng lượng để bảo vệ bản thân và cuối cùng là chế ngự ý chí của kẻ khác. Thứ chỉ có ở những người được chọn, mà chọn ở đây là tác giả chọn, chứ nhiều nhân vật cũng rất chi là tiềm năng, đầy đủ phẩm chất nhưng lại không có năng lực này. Tất cả sinh vật trên thế giới đều có thể học được Haki, ví dụ như thằng đệ Kung Fu Dukong của Luffy, riêng chỉ có Haki bá vương là không học được. Bên cạnh bá khí còn có Haki quan sát và Haki vũ trang. Đây là hai thứ mà chỉ cần học tập và rèn luyện là sử dụng được, và cũng có thể mạnh lên nhờ việc thăm ngàn. Sau time skip, Haki được Oda Sensei thể hiện rõ ràng hơn. Trong ác đảo bánh, chúng ta cũng được tiếp xúc với một khái niệm hoàn toàn mới là Haki cấp cao. Ba loại Haki đều có thể nâng lên cấp cao. Tuy nhiên, việc này tương đối khó, nhất là với bá khí, cực kỳ ít nhân vật sở hữu cho mình Haki bá vương cấp cao. Tiếp theo, hãy đến với các khả năng mà Haki mang lại. Lưu ý, video chỉ tổng hợp chứ không so sánh khả năng nào đỉnh hơn, vì mỗi năng lực phục vụ cho mục đích khác nhau. Số 1. Bá khí, đe dọa đối thủ. Năng lực đầu tiên mình muốn nói đến là sự chế ngự hay áp chế ý chí kẻ khác. Đây là một khả năng của Haki bá vương. Nó cho phép người dùng tạm thời thao túng tâm lý và đe dọa người khác, thường là thông qua ánh nhìn hoặc khí tức tỏa ra. Một số ví dụ cho năng lực này là khi xanh khiến con vua biển sợ hãi. Nhìn chung, đây chỉ là cấp độ cực kỳ cơ bản của bá khí. Nếu kẻ thù yếu hơn thì mới có tác dụng, dùng để dọa mấy tên danh con ở các vùng biển. Số 2. Bá khí, chế ngự tuyệt đối. Đây là dạng nâng cấp hơn của việc đe dọa đối thủ. Năng lực này cũng là khả năng của Haki bá vương. Thay vì khiến đối thủ sợ hãi, việc bộc phát thêm nhiều khí tức sẽ khiến họ sùi bọt mép ngất xỉu. Năng lực tác động lên một phạm vi cực kỳ lớn. Điển hình là ở trận chiến thượng đỉnh, Luffy đã khiến cho cả hai tên lính sử tử Ace phải bất tỉnh. Dù cậu vẫn có cách đài sử tử một khoảng tương đối xa, và đó chỉ là lần đầu Lu dùng Haki bá vương của mình. Hai lần comeback ở đảo người cá, Luffy còn hạ tới 50.000 tên chỉ với một lần vận Haki. Tuy đẳng cấp này của bá khí cũng chỉ gọi là cơ bản, nhưng nó rất hữu dụng trong việc dọn lính. Đặc biệt hơn, nếu là Shanks hay Relief ở khoảnh khắc ấy, thì toàn bộ đàn em của Hody đã ngủ hết. Luffy hiện tại chắc chắn cũng đã ở trình hạ 100.000 tên. Khả năng này có rất nhiều lợi ích nếu combat tổng, vì với những Luffy, Zoro hay Sanji thì không sao, còn Nami và Usopp mà chiến với quá nhiều tên thì cũng rất mệt. Số 3. Bá khí, hủy diệt vật thể. Khả năng thứ ba là hủy diệt vật thể vô tri. Đây lại là một bản update hơn so với khả năng thứ hai, và tất nhiên nó cũng là một năng lực của Haki bá vương. Ở khả năng này, người dùng có thể gây ra lực lên các vật vô tri, ví dụ điển hình là khi xanh lên tàu của Dâu Trắng, ngoài việc khiến một số đệ tử của bố già sùi bọt mép, tóc đỏ còn làm nứt cả mạn tàu Moby Dick, dù cho con tàu này đã chinh chiến cùng bố già rất nhiều năm. Nó được làm từ vật liệu vô cùng chắc chắn, thế mà vẫn bị nứt, chứng tỏ Haki bá vương đủ mạnh, biết đâu có thể phá vỡ cả tường thành. Số 4. Bá khí, truyền và đòn tấn công. Đỉnh cao nhất của Haki bá vương cấp cao chính là dùng nó để bọc và đòn đánh. Theo thầy Đô, giảng viên bộ môn Haki, người thầy vĩ đại của Luffy sau time skip, ông đã có những phát ngôn về bá khí cấp cao, rằng chỉ có số ít người dùng được nó, kiểu như phải là vua của những vị vua thì mới lĩnh hội được nguồn sức mạnh này. Và thầy Đô đã thể hiện độ chịu chơi của mình khi dạy dỗ ra một người hạ được cả chính ông ấy. Theo một nguồn tin từ tờ báo lá cải đáng tin cậy, vô dĩ Kaido được sở hữu sức mạnh hoàn hảo và là ứng cử viên số 1 cho vai nhân vật chính. Mỗi tội các xe ít quá nên ông giả vờ thua để lù lên làm main. Kaido sau đó đã đi ra làm ăn riêng và ông đã phối hợp cùng Top Manga để mở một shop tranh manga anime cực đẹp, tranh in theo yêu cầu, đa dạng kích cỡ cho anh em, link để ngay dưới phần mô tả. Trở lại về bá khí cấp cao, có thể nói đây là kỹ thuật tấn công mạnh nhất hiện tại, nó là đỉnh cao của Haki. Ta đã thấy sự khác biệt khi Luffy đấm bằng Haki vũ trang cấp cao so với khi cậu đấm bằng bá khí. Đó là một sự chênh lệch sát thương rõ rệt. Trước đó thì chỉ khiến cho Kaido đau đớn, chứ chả gây được bao nhiêu đam. Nhưng về sau, Luffy khiến sinh vật mạnh nhất phải rén thật sự và ông đã bắt đầu né chiêu thức chứ không hổ báo như trước. Số 5. Khắc chế Haki quan sát. Năng lực tiếp theo cực kỳ đặc biệt đó là kỹ thuật cho phép khắc chế, vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng nhìn thấy tương lai của đối thủ. Đến nay, Xanh là người duy nhất được xác nhận sở hữu kỹ thuật này. Người ta còn gọi vị tứ hoàng tóc đỏ là sát thủ Haki quan sát. Bởi cái khả năng đó, Xanh có thể tấn công cả Kizaru mà vị đô đốc ánh sáng không kịp trở tay thay quần áo. Lưu ý rằng, dù đoán trước tương lai nhưng không đủ nhanh để né chiêu thì cũng toang. Nhưng Kizaru là người nhanh nhất One Piece, ông nhanh hơn bất cứ ai. Với trình của đô đốc thì chắc chắn khỉ vàng cũng có Haki quan sát cấp cao. Đồng nghĩa ông là người vận dụng tối đa nhất khả năng đoán trước tương lai. Thử nghĩ mà xem, Kizaru đủ nhanh, lại ăn hệ Logia với năng lực phân tách, phải gọi là bất bại khi kết hợp với dự đoán tương lai. Thế nhưng lão khỉ vẫn chịu thất thế khi đối mặt với Xanh trong Phirez. Tóc đỏ dù không nhanh hơn Kizaru, nhưng anh lại khiến cho đối thủ không biết né hướng nào mỗi khi anh tung chiêu. Đây thực sự là một kỹ thuật quá bá đạo. Mình chưa được xem movie, nhưng theo thông tin trên wiki thì năng lực của Xanh xuất phát từ Haki quan sát. Anh em nào xem movie rồi thì hãy comment bên dưới cho mình biết với nhá. Số 6. Haki quan sát, nhận thức. Thứ 6 là năng lực cảm nhận sinh vật ở một phạm vi nhất định. Nó có vẻ là một biến thể của Haki quan sát. Như đã thấy, Fujitora từng cảm nhận được cảm xúc thật của người dân ở Dressrosa, hay Relief từng quét Haki trên cả hòn đảo để xem có bao nhiêu sinh vật mạnh hơn Luffy. Khi người dùng sử dụng, họ sẽ cảm nhận được sinh vật theo dạng hào quang. Hào quang này có nhiều màu khác nhau, nhờ đó mà một người mù như đô đốc Hổ Tím vẫn có thể nhìn ra cảm xúc của người khác một cách dễ dàng. Số 7. Haki quan sát, dự đoán. Haki quan sát là một dạng Haki cực kỳ phổ biến trong One Piece, dường như nó còn dễ học hơn cả Haki vũ trang, bởi Usopp đã có Haki quan sát nhưng anh vẫn chưa bọc được Haki và đạn của mình. Ở cấp độ cơ bản nhất, Haki quan sát cho phép người dùng dự đoán hành động của đối thủ. Tuy nhiên, đây chỉ là ở mức độ dự đoán, không chính xác 100%. Nếu đối thủ quá danh ma hay tung đòn quá ảo, thì Haki quan sát cũng vô dụng, điển hình như lần Enel đối đầu với Luffy. Trong khoảnh khắc lù bật hách dùng bản năng vô cực, gã thần sấm dù có mantra vẫn không đánh trúng phát nào. Nhìn chung, đây là dạng Haki phổ biến, có tính thực chiến cao nhưng không quá hữu dụng nếu gặp đối thủ mạnh. Số 8. Haki quan sát, đoán trước tương lai. Trạng thái cao nhất của Haki quan sát chính là dự đoán được tương lai gần. Kỹ thuật này lần đầu được thể hiện, lần đầu được xác nhận trong ác đảo bánh. Người dùng nó là tư lệnh ngọt số 1 Katakuri. Anh đã dùng khả năng nhìn trước tương lai để bán hành cho Luffy, rất nhiều hành là đáng khác. Nếu không phải Kata chơi đẹp, cùng với đó là sự chống lưng của tác giả, thì anh Lù chắc giờ cũng xanh cỏ mất rồi. Haki quan sát cấp cao cho phép người dùng nhìn trước tương lai, điểm yếu của nó là phải tập trung vào đối thủ trước mặt. Cho nên khi phân tâm hay có nhiều kẻ địch cùng lúc thì khá khó sử dụng tối ưu. Bên cạnh đó, nếu quá chậm để phản xạ thì cũng toang, kiểu biết nhưng né không kịp anh em ạ. Dù vậy, với danh nghĩa là cấp độ cao nhất của Haki quan sát, khả năng nhìn trước tương lai cũng cực kỳ hữu dụng trong chiến đấu. Ai dùng được nó thì chắc chắn không phải dạng vừa. Số 9. Haki vũ trang, bọc và đòn đánh. Khả năng thứ 9 là của Haki vũ trang, đó là cấp độ thấp nhất, bọc vào bộ phận cơ thể hoặc vũ khí để tăng sức sát thương. Đây cũng là một dạng Haki rất phổ biến. Nó cũng khắc chế được người ăn Logia. Trước tham skip thì ai ăn trái ác quỷ nguyên tố thì cứ phải gọi là ô tô bá. Không có cách nào đánh được trừ khi bạn là con cưng của tác giả. Tuy nhiên, sau tham skip, Haki vũ trang phổ biến thì trái Logia mới dần không còn bá đạo như trước. Ngoài ra, Haki vũ trang cũng có tác dụng như một lá chắn giúp cho cơ thể phòng thủ tốt hơn. Nếu đủ cứng còn miễn nhiễm với đao kiếm súng đạn. Nó cũng giúp vũ khí được bọc trở nên rắn chắc, khó bị mẻ hay gãy. Tuy nhiên, Haki vũ trang cũng có mạnh yếu. Chỉ cần có Haki mạnh hơn thì có thể đánh xuyên qua lớp giáp Haki của kẻ khác. Ví dụ như Zoro từng dễ dàng chém Pika dù tên này đã dùng Haki full body. Số 10. Haki vũ trang, xuyên phá. Trạng thái cao hơn của Haki vũ trang là xuyên phá. Bằng việc truyền Haki trong cơ thể vào một điểm, người dùng có thể bất ngờ phát nó ra ngoài, gây ra một sát thương cực kỳ lớn. Luffy từng học kỹ thuật này từ cụ Hiyo. Sát thương từ nó đủ mạnh để gây đau đớn cho Kaido. Tuy nhiên, nó không thể gây ra vết thương không lành được trên cơ thể sinh vật mạnh nhất. Zoro cũng vô tình học được Haki xuyên phá nhờ Enma, bởi bản chất thanh kiếm là hút Haki người dùng để phát ra sát thương lớn khi chém. Nguyên lý giống với Haki xuyên phá. Tổng thể thì đây là một năng lực có sức tấn công lớn, nhưng yếu hơn nhiều so với Haki bá vương cấp cao. Số 11. Lớp giáp vô hình, khắc chế trái ác quỷ. Một năng lực khác chưa rõ là của Haki vũ trang, Haki bá vương hay thậm chí là cả hai. Đó chính là tạo ra một lớp giáp vô hình bên ngoài cơ thể, lớp giáp phòng thủ tuyệt đối. Với nó, người dùng có khả năng phòng thủ cực kỳ kinh dị. Kỹ thuật này nhỉnh hơn so với Haki vũ trang full body. Bên cạnh đó, điểm nổi bật là việc khắc chế cả năng lực ác quỷ. Kit từng hỏi lo sao không dịch chuyển một tứ hoàng sang nơi khác. Anh đáp là không thể bởi Haki của họ quá mạnh. Chắc chắn Haki được lo nhắc đến là Haki bao bọc xung quanh cơ thể. Số 12. Haki tạo ra hắc kiếm. Khả năng bá đạo cuối cùng của Haki là tạo ra hắc kiếm. Với việc trải qua vô số trận chiến sinh tử, cộng với đó là Haki mạnh mẽ, kỹ thuật đỉnh cao, quan trọng hơn cả là đạt đến đẳng cấp kiếm nhân hợp nhất, hắc kiếm sẽ được tạo ra. Đó là mình nghĩ vậy anh em ạ. Đến nay thì chỉ có hai thanh kiếm trong One Piece được biết đến là hắc kiếm, gồm Ioru của kiếm sĩ vĩ đại nhất Mihawk và Shusui thần kiếm xứ Wano, Ryuma. Hai thành duy nhất dù One Piece vẫn có những kiếm sĩ cực mạnh như Shanks, Relief, Roger hay thậm chí là Dâu Trắng, vì đao của ông cũng thuộc 12 cực phẩm đại bảo kiếm. Người ta đồn rằng do bọc quá nhiều Haki nên thanh kiếm mới chuyển sang màu đen vĩnh viễn. Ai cũng nghĩ thứ Haki được nhắc đến là Haki vũ trang, nhưng sau khi bá khí cấp cao xuất hiện thì lại chưa chắc. Biết đâu Mihawk và Ryuma bọc cả Haki loại Haki cấp cao vào kiếm cũng không chừng. Oda chưa tiết lộ hai người này có bá khí hay không, nên các bí ẩn về hắc kiếm vẫn là dấu hỏi lớn. Trên đây là tất tần tật về sự thật Haki và các khả năng mà Haki đem lại. Rất cảm ơn anh em đã xem video, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ bọn mình nhé. Hẹn gặp lại anh em trong video sau. Bye bye!